Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Những yếu tố trong tác phẩm tự sự. Đã nhắc đến tác phẩm tự sự thì ta không thể không nhắc đến nhân vật rồi, đúng không ạ? Một nhỏ nhân vật. Với mỗi yếu tố này thì chúng mình sẽ cần nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của yếu tố đó nhá. Đồng ý chưa? Trước tiên về mặt khái niệm nào. Nhân vật là gì? Nhân vật thì chính là hình tượng con người. Nhưng đôi khi thì cũng có thể là loài vật hay đồ vật nhưng nó mang đặc điểm của con người nha. Hoặc loài vật, đồ vật mang đặc điểm của con người. Nếu như nhân vật chỉ là hình tượng con người không ấy, thì ta sẽ bắt đầu nảy sinh ngay cái câu hỏi là ô thế trong Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Giấy Mèn có phải là một nhân vật không? Đấy đâu phải là con người, đúng không? Thì Giấy Mèn vẫn là một nhân vật bởi vì đó là một con vật nhưng nó mang đặc điểm của con người nhá. Đấy, nhân vật là hình tượng con người hoặc là hình tượng của các đồ vật, của các loài vật mang đặc điểm của con người được miêu tả trong tác phẩm. Nhá. Đấy, đấy là khái niệm nhân vật. Vậy thì nhân vật thì nó có những đặc điểm gì? Yếu tố nhân vật ở trong một tác phẩm thì có những đặc điểm gì? Đồng ý chưa? Nhá. Hoặc là vai trò của nó là gì? Thế thì các em ơi, tại sao ở trong một tác phẩm truyện nhà văn lại phải xây dựng các nhân vật? Đúng không? Tại sao trong tác phẩm truyện nhà văn lại phải xây dựng các nhân vật? Vậy phải có một cái người ở xuyên suốt cả cái câu chuyện ấy, đúng không ạ? Nhá, thì các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính, luôn luôn là một yếu tố rất quan trọng ở trong một tác phẩm tự sự. Tất nhiên là đối với các cái thể loại văn học mới mẻ, hiện đại thì còn có những câu chuyện mà không cả có nhân vật. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, có cả những cái kiểu sáng tác là chuyện nhưng không có nhân vật, chẳng có gì cả. Thì đấy là những lối sáng tác rất là độc đáo. Và nếu chúng mình muốn tìm hiểu, muốn đi sâu thì chúng mình cần phải nắm được cái kiến thức cơ bản này đã. Đồng ý chưa? Nhá, cần phải nắm được kiến thức cơ bản này đã. Thì trong một tác phẩm tự sự luôn cần phải có nhân vật. Bởi vì nhân vật chính là phương tiện quan trọng nhất để nhà văn tiến hành khái quát hiện thực, đúng không? Chúng ta đã biết là tác phẩm văn học là luôn soi bóng thời đại mà nó ra đời. Tác phẩm văn học có một cái đặc trưng về mặt nội dung chính là mang hơi thở của thời đại. Nó mang cái đặc điểm của hiện thực ở đó. Tác phẩm giống như là một tấm gương tái hiện hiện thực qua lăng kính của nhà văn mà. Đấy, ta luôn luôn phải liên kết các cái kiến thức của các bài lại như vậy nhé. Bởi vì là những kiến thức lý luận này nó không tách rời với nhau đâu. Nó luôn bổ sung, nó luôn cần thiết đến nhau. Thế thì chúng mình trước đây học chúng mình đã biết về đặc trưng của nội dung trong tác phẩm văn học, kể cả là thơ hay là truyện, thì tác phẩm văn học luôn là một tấm gương phản ánh đời sống thông qua lăng kính của nhà văn. Vậy để phản ánh đời sống, để có được nội dung đúng theo nội dung của một tác phẩm văn học thì trong tác phẩm đó phải có yếu tố hiện thực, phải có bức tranh hiện thực. Nhà văn phải khái quát được, anh phải khái quát được cái bức tranh hiện thực ở trong tác phẩm của mình. Có như thế thì đó mới là một tác phẩm văn học chân chính, đúng không? Đấy nhá. Thế thì ở đây đối với những nhà văn mà sáng tác nên tác phẩm tự sự, làm như thế nào để anh có thể khái quát được hiện thực, anh có thể mô tả được hiện thực, anh có thể cho thấy được con người trong hiện thực đấy như thế nào, làm như thế nào ạ? Đó chính là thông qua cách xây dựng các nhân vật, đúng không? Đấy, thế nên là chúng mình có bài tập dòng thứ hai. Chức năng. Hoặc là vai trò của nhân vật.
Đồng ý chưa ạ? Nhá, thì nhân vật có chức năng là một phương tiện để nhà văn tiến hành khái quát hiện thực. Nhân vật. Chính là phương tiện để nhà văn khái quát hiện thực. Đồng ý chưa? Ở nhân vật sẽ luôn luôn là sự quy tụ những vẻ đẹp và cả sự phức tạp của thế giới nhân sinh ở xung quanh chúng ta luôn, là nơi mà thể hiện tập trung quan niệm nghệ thuật của tác giả. Nhân vật chính là nơi thứ nhất, nó chính là nơi quy tụ những vẻ đẹp và sự phức tạp của đời sống nhân sinh Bởi vì sao? Bởi vì văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm, mà tâm điểm chính là con người. Thế thì những hình tượng nhân vật là những hình tượng con người mà, nên là nhân vật ấy, con người ấy sẽ là nơi quy tụ của tất cả những vẻ đẹp ở trong đời sống. Nó là cái tâm điểm của hai vòng tròn đồng tâm là vòng tròn cuộc sống và vòng tròn văn học. Đúng chưa? Nhá, đấy. Và thứ hai, nhân vật cũng là nơi thể hiện tập trung quan niệm nghệ thuật của nhà văn, Nhân vật là nơi quy tụ những vẻ đẹp và sự phức tạp của đời sống nhân sinh, nhưng đồng thời thì nhân vật còn mang trong nó cái quan niệm của tác giả khi sáng tác nên. Ví dụ, tác giả có cái quan niệm là một người tốt ở trong cuộc sống phải là người mang trong mình tình yêu làng và tinh thần cách mạng, đúng không? Một người nông dân ở trong cái giai đoạn sau cách mạng, ở trong cái giai đoạn cách mạng, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thì họ đã có cái sự thay đổi trong tư tưởng, một bước tiến mới tiến bộ hơn trong tư tưởng, chính là sự hòa quyện giữa tình yêu làng và tình yêu nước. Thế đấy chính là quan niệm của nhà văn Kim Luân, đúng không? Thế nên là ông đã xây dựng hình tượng nhân vật ông hai, vừa là nơi quy tụ những cái đặc điểm phẩm chất suy nghĩ, thái độ hành động của những người nông dân thật thà chân chất. Đồng ý chưa ạ? Nhá, đấy là những người nông dân có thực ở trong đời sống, chính là cái hiện thực, là thế giới nhân sinh mà tác giả muốn phản ánh. Nhưng đồng thời, nhân vật ông hai cũng thể hiện rất là rõ cái quan niệm của tác giả về cái tinh thần yêu nước, về tình yêu làng, về những tình cảm vừa lớn lao lại vừa bình dị trong trái tim của những người nông dân. Đúng chưa? Đấy, thì đấy là về đặc điểm của nhân vật ở trong tác phẩm tự sự nhá. Thì nhân vật ở trong tác phẩm tự sự khác với ở trong tác phẩm trữ tình. Nếu như nhân vật ở trong tác phẩm trữ tình thì ta thấy là có nhân vật trữ tình, đúng không ạ? Là người mà trực tiếp bộc lộ cảm xúc ở trong cái tác phẩm ấy. Thì nhân vật ở trong tác phẩm tự sự ấy lại là một nhân vật được khắc họa trên nhiều phương diện, có lai lịch, có ngoại hình, có cử chỉ, có điệu bộ, có lời nói, có hành động, có suy nghĩ nội tâm, vân vân. Đồng ý chưa? Và nhờ vào việc miêu tả phong phú các cái yếu tố đó của nhân vật trong tác phẩm tự sự, nên nhân vật đã được hiện lên một cách sinh động hơn, giống như chính con người ở ngoài đời thực vậy. Đấy, nhá, thêm một yếu tố nữa. Nào, đặc điểm của hình tượng nhân vật. Đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm tự sự. Đó là trước tiên nhân vật được khắc họa
được miêu tả chi tiết và đầy đủ. Có thể là về các phương diện. Đây, chi tiết và đầy đủ về nhiều phương diện. Như lai lịch này, ngoại hình này, cử chỉ này, điệu bộ này, lời nói này, hành động này, suy nghĩ nội tâm này. Vân vân vân. Đúng không ạ? Nhá, đây là cái yếu tố mà khiến cho nhân vật ở trong tác phẩm tự sự được miêu tả chi tiết và đầy đặn hơn so với nhân vật trong tác phẩm trữ tình. Đúng chưa? Nhân vật trữ tình thì lại chỉ tập trung nhiều ở cảm xúc, ở suy nghĩ, tình cảm thôi. Còn nhân vật ở trong tác phẩm tự sự thì được miêu tả. Tất nhiên là không phải nhân vật nào cũng đầy đủ các cái phương diện này. Có nhân vật thì chỉ có ngoại hình mà không có lai lịch. Có nhân vật thì chỉ tập trung ở cử chỉ, ở suy nghĩ nội tâm, thay vì việc là miêu tả về ngoại hình. Ví dụ như là ông hai ấy, thì nhân vật ông hai là một nhân vật mà được tập trung khắc họa ở cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động và suy nghĩ nội tâm, còn không được tập trung khắc họa ở ngoại hình. Đúng chưa? Nhá, chúng mình không biết ông hai béo hay gầy, ông hai đen hay trắng. Và bởi vì đấy không phải là mục tiêu của tác giả. Cái điều quan trọng mà tác giả muốn tập trung thể hiện ở đây là cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động, để làm sao thể hiện được tính cách và số phận của nhân vật. Nhá, đồng ý chưa? Nhà văn tự do trong việc lựa chọn các phương diện để tái hiện, để miêu tả về nhân vật trong tác phẩm tự sự của mình. Nhưng dù là lựa chọn những phương diện nào, dù là anh có lựa chọn miêu tả về lai lịch và ngoại hình, hay là anh chỉ muốn miêu tả về điệu bộ lời nói, hay anh chỉ muốn tập trung miêu tả về suy nghĩ nội tâm đi chăng nữa, thì mục đích cuối cùng của việc miêu tả đó chính là bộc lộ tính cách và số phận của nhân vật. Nhá. Đấy. Cách miêu tả nhân vật. Trong tác phẩm tự sự là vô cùng phong phú. Đúng không ạ? Giúp tái hiện lên những nhân vật một cách sinh động như chính con người của cuộc đời thật. Tái hiện những nhân vật sinh động như chính con người ở cuộc đời thật. Đồng ý chưa? Nhá. Và mục đích cuối cùng của việc miêu tả các phương diện về nhân vật chính là bộc lộ tính cách và số phận của nhân vật đó. Ví dụ này, ông hai thì được tập trung miêu tả ở cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động, suy nghĩ nội tâm để bộc lộ đây là một con người có tính cách như thế nào. Bộc trực này, đúng không ạ? Hồn nhiên này, khẳng khái này. Đó, là người yêu làng tha thiết và cũng mang trong mình cái tinh thần cách mạng thiêng liêng. Đồng ý chưa?
Đấy là về mục đích của việc miêu tả nhân vật ông hai. Thế ví dụ như là nhân vật bé Thu đi. À, bé Thu thì là một cô bé được miêu tả ở ngoại hình này, đúng không ạ? Trong cái chi tiết mà ông Sáu chưa chờ thuyền cập lại bến đã nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đấy. Rồi bé Thu thì được tập trung miêu tả ở cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động và suy nghĩ. Đồng ý chưa? Nhá, trong đó suy nghĩ thì ít hơn một chút, mà chủ yếu là miêu tả qua cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động. Vậy, miêu tả bé Thu qua những phương diện đó, ta thấy là khác với việc miêu tả ông hai, đúng không ạ? Ông hai thì được tập trung nhiều hơn cả là về suy nghĩ nội tâm cơ. Nhưng bé Thu thì được tập trung nhiều hơn cả ở cử chỉ, điệu bộ, lời nói và hành động. Thế nhưng mà mục đích khi mà tác giả miêu tả bé Thu như vậy thì cũng vẫn là để bộc lộ đây là một cô bé bướng bỉnh, gan góc trong ứng xử và cũng là một cô bé rất là sâu sắc trong tình cảm nữa. Đúng không? Hay là nhân vật anh thanh niên. Nhân vật anh thanh niên thì được giới thiệu cả về lai lịch này, đúng không ạ? Về độ tuổi này, về cử chỉ, về lời nói, về suy nghĩ, hành động. Anh thanh niên, một anh thanh niên 27 tuổi, làm công tác khí tượng thiên văn lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600 mét, quanh năm chỉ có mây mù bao phủ. Đúng không? Nhá. Đấy, rồi, một anh thanh niên không không có tên tuổi rõ ràng, à không có tên, đúng không? Đấy. Giống như tất cả những nhân vật khác trong Lặng lẽ Sapa thì anh thanh niên cũng không có tên cụ thể. Họ là những con người vô danh nhưng họ đang làm việc cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Thế thì lựa chọn những cái phương diện khác nhau để miêu tả nhân vật, để khắc họa nhân vật trong tác phẩm của mình, nhà văn dù đi theo hướng nào đi chăng nữa, dù có lựa chọn những phương tiện gì đi chăng nữa thì điều cuối cùng vẫn là để cho thấy được tính cách và số phận của nhân vật. Để qua những lời miêu tả đó, người ta có thể hiểu được đây là một nhân vật có tính cách như thế nào. Đúng không ạ? Nhá, đây là một nhân vật có số phận ra sao. Đấy, thì đấy chính là về nhân vật trong tác phẩm tự sự nha. Vậy những kiến thức này thì chúng mình sẽ áp dụng khi nào? Đó là khi mà các em gặp những đề bài liên quan đến đặc trưng của tác phẩm truyện. Ví dụ nhận định chỉ nhận xét về truyện thôi chẳng hạn, thì nhân vật trong tác phẩm truyện là một yếu tố rất quan trọng. Hoặc cụ thể hơn thì có thể có những cái nhận định, nhận xét trực tiếp về việc xây dựng nhân vật. Thì chúng mình sẽ vận dụng hoàn toàn những kiến thức này để chúng mình viết nhé. Đồng ý không? Còn nếu như mà đề bài chỉ đề cập đến một chút xíu về đặc trưng của tác phẩm tự sự thôi, thì các em chỉ cần liệt kê ra về khái niệm của nhân vật và về chức năng của nhân vật thôi nha. Đồng ý không nào? Đấy, đấy là về nhân vật nhá. Đấy là về nhân vật. Trong tác phẩm tự sự thì bên cạnh nhân vật có một yếu tố nữa cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong tác phẩm truyện ngắn, đó chính là tình huống truyện. Chúng ta có phần hai nhỏ, tình huống truyện. Nào, tình huống truyện nào các bạn ơi. Rồi, tình huống truyện là gì? Chị nghĩ rằng là khái niệm này là một khái niệm đã khá quen thuộc với các bạn rồi. Vậy các bạn có thể cho chị biết tình huống chuyện là gì không? Theo cách hiểu của em. Theo cách hiểu của em thì tình huống chuyện nghĩa là gì? Học về các tác phẩm văn xuôi thì chắc chắn là chúng mình có một cái yếu tố cần tìm hiểu, đấy là tình huống chuyện, đúng không? Vậy nếu như em chưa biết phải nêu khái niệm ra sao, nhưng bản thân em hình dung được tình huống chuyện ở trong một tác phẩm cụ thể, thì các bạn có thể cùng với chị hình dung nhé. Từ việc chị phân tích tình huống chuyện của các tác phẩm học kỳ 1, của các tác phẩm văn xuôi hiện đại học kỳ 1, các bạn từ đó hãy đưa ra cho chị cái cách hiểu của các em về khái niệm tình huống chuyện này nha. Tình huống chuyện của tác phẩm làng là việc nhân vật ông hai vốn là một người yêu làng và yêu nước sâu sắc, lại nghe được tin làng chợ dầu của ông là làng Việt gian theo giặc. Đồng ý chưa ạ? Nhá, ông hai đã vô cùng đau đớn, tủi hổ và khi ở lúc bế tắc nhất thì ông lại nhận được tin làng chợ dầu không phải là làng Việt gian. Đấy là tình huống chuyện của tác phẩm làng. Tiếp tục này. Tình huống chuyện của Lặng lẽ Sapa thì Lặng lẽ Sapa chỉ xoay quanh một tình huống đơn giản, đó là cuộc gặp gỡ tình cờ ngẫu nhiên giữa anh thanh niên, ông họa sĩ, cô kỹ sư và bác lái xe. Để rồi từ đó, từ cái cuộc gặp gỡ ấy, họ đã có những cái cuộc trò chuyện thân tình. Đồng ý chưa ạ? Đấy là tình huống chuyện của Lặng lẽ Sapa. Tình huống chuyện của Chiếc lược ngà thì Chiếc lược ngà có đến hai tình huống chuyện.
nhá, chuyện lồng chuyện. Và chiếc lược ngà thì có đến hai tình huống chuyện. Thứ nhất, tình huống thứ nhất là hai cha con bé Thu phải xa cách nhau từ khi mà Thu còn chưa chào đời, nên Thu chưa được nhận mặt ba. Đến khi mà ông Sáu quay trở về thì Thu nhất quyết không chịu gọi một tiếng ba, nhất quyết không chịu nhận ông Sáu là ba. Đến khi mà em nhận ra rồi thì hai cha con lại đến lúc phải chia tay. Đấy là tình huống một. Tình huống thứ hai của chiếc lược ngà chính là khi ở nơi chiến trường thì ông Sáu đã dồn tất cả cái tâm sức của mình vào việc làm cây lược ngà, nhưng đau đớn thay, cây lược chưa kịp tặng cho con thì ông đã hy sinh trên chiến trường. Đấy là tình huống thứ hai. Chiếc lược ngà có hai tình huống như vậy. Vậy thì qua việc chúng mình ôn lại về tình huống của ba tác phẩm Làng này, Lặng lẽ Sapa này, Chiếc lược ngà này, thì em hiểu như thế nào về tình huống chuyện? Em hiểu như thế nào về tình huống chuyện nhỉ? Chị tin là các em đều có cái cách hiểu và có thể xác định được, nhưng có lẽ chúng mình chưa biết cách diễn đạt ra đối với những bạn mà chưa bình luận được thế nào là tình huống chuyện. Đồng ý chưa? Thì đây, các bạn ơi, chúng mình ghi lại cho chị về khái niệm như thế này nhá. Tình huống chuyện, đồng ý chưa? Có thể được hiểu là một hoàn cảnh đặc biệt hoặc một tình thế bất thường. Là một hoàn cảnh đặc biệt hoặc một tình thế bất thường. Mà trong đó, trong cái hoàn cảnh đặc biệt ấy, trong cái tình thế bất thường ấy, thì suy nghĩ và hành động của nhân vật được bộc lộ rõ nhất. Suy nghĩ và hành động của nhân vật được bộc lộ rõ nhất. Thứ hai, đó là trong cái tình thế đấy, trong cái tình thế bất thường ấy, thì nó cũng chính là cái bước để mà tạo nên sự thay đổi trong nhận thức hoặc bước ngoặt trong số phận của nhân vật nhá. Đó cũng là cái tình thế tạo nên sự thay đổi. Tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật. Hoặc là tạo nên bước ngoặt. Trong số phận của nhân vật. Đồng ý chưa nào nhá? Đấy là khái niệm tình huống chuyện. Đây, các bạn lưu ý cho chị, trong khái niệm của tình huống chuyện thì có hai ý chính nhá. Một, đó là hoàn cảnh đặc biệt hoặc một cái tình thế bất thường, hoặc có một cái định nghĩa nữa có thể các em sẽ bắt gặp, đó là tình huống chuyện là cái tình thế nảy sinh ra chuyện. Nghĩa là nếu như mọi chuyện nó cứ bình thường thì lại chẳng có chuyện gì để nói. Nếu như mà ông hai cứ ở nơi tản cư, ông cứ yêu làng yêu nước như thế, chẳng có chuyện gì để nói, đúng không ạ? Đấy, nếu như mà là không có cái tin làng chợ dầu Việt Gian theo giặc thì chẳng có chuyện gì để nói cả. Đấy, nên là cái việc mà ông hay nghe được tin làng chợ dầu là làng Việt Gian, đấy chính là cái tình thế bất thường. Nó trái ngược lại với cả những cái câu chuyện bình thường đang xảy ra hàng ngày, những cái yếu tố bình thường xảy ra hàng ngày, đúng không? Nên có một cách định nghĩa có thể các bạn sẽ bắt gặp, đấy là tình huống chuyện là tình thế nảy sinh ra chuyện. Là nếu như không có tình thế ấy thì chẳng có chuyện gì để mà nói hết, mọi thứ diễn ra bình thường. Đồng ý chưa? Đó nhá. Rồi, đấy là ý một trong khái niệm. Ý thứ hai cũng rất quan trọng là trong cái tình thế ấy, trong cái hoàn cảnh đặc biệt ấy, thì suy nghĩ và hành động của nhân vật phải được bộc lộ rõ nhất. Ví dụ,
Trong cái tình thế nghe được tin làng chợ Dầu Việt Giang theo giặc thì ta thấy rõ nhất được cái tình yêu làng và tình yêu nước của ông Hải. Đúng không? Đấy, suy nghĩ và hành động của nhân vật được bộc lộ rất rõ. Bởi vì đấy là tình thế ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật mà. Đúng không? Và cái thứ hai nữa là tình thế ấy có thể tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật. Sau khi cái chuyện đấy diễn ra thì nhân vật có sự thay đổi gì? Ví dụ, sau cái tình huống một ở trong chiếc lồng ngá ấy, thì bé Thu đã thay đổi nhận thức là nó nhận ra ông Sáu chính là ba của mình. Nó yêu thương ba, nó yêu ba, nó thương ba và nó kính phục ba nhiều hơn. Thì đấy là sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật bé Thu ở trong cái tình huống số 1 trong chiếc lồng ngà. Đồng ý chưa? Rồi, và thứ ba là tình huống chuyện nó còn tạo nên bước ngoặt trong số phận của nhân vật nữa. Ví dụ như là ông Sáu sau cái tình huống thứ hai, đúng không ạ? Sau tình huống thứ hai ở trong chiếc lồng ngà thì đúng là đấy là điểm dừng của số phận của ông rồi, đúng không ạ? Bởi vì ông chưa kịp gửi tặng tận tay chiếc lồng ngà cho đứa con gái nhỏ thì ông đã hy sinh trên chiến trường. Đấy, nhá. Rồi, đấy chính là khái niệm về tình huống chuyện. Thế thì từ cái khái niệm này, các bạn hãy thử tìm hiểu xem tình huống chuyện của các cái câu chuyện mà các em đọc mà xem. Tìm kiếm các chuyện ngắn nhá. Trước tiên là áp dụng với chuyện ngắn đi, bởi vì chuyện dài hay tiểu thuyết đi thì nó sẽ là rất rất nhiều các tình huống. Đấy, nó diễn ra có thể là diễn ra dồn dập hoặc là diễn ra một cách thong thả. Thế nhưng mà trong các tác phẩm, trong các cái câu chuyện tiểu thuyết, trong các tác phẩm tiểu thuyết thì sẽ có nhiều tình huống, đúng chưa? Thậm chí là tình huống này lồng tình huống kia, tình huống này liên tiếp với tình huống kia. Nên là để dễ hơn thì các bạn hãy bắt đầu với các chuyện ngắn. Đó, nhá, các em có thể tìm kiếm những chuyện ngắn của Nam Cao này. Các bạn có thể tìm kiếm những chuyện ngắn của Kim Lân này. Tìm kiếm những chuyện ngắn của Nguyễn Minh Châu này. Đấy, của Nguyễn Quang Sáng này. Hoặc của Nguyễn Thành Long. Đọc cái tập Giữa Trong Xanh của Nguyễn Thành Long xem. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, để chúng mình tự tập xác định xem là tình huống chuyện của những cái câu chuyện đấy là gì. Tìm hiểu xem đâu là cái tình thế này sinh ra chuyện, đâu là cái hoàn cảnh bất thường ở trong câu chuyện ấy mà ở đó ta đã nhận thấy rõ được tính cách, rồi là nhận rõ được cái hành động suy nghĩ của nhân vật. Nha, đồng ý chưa? Ok chưa nào? Đấy, nhá. Thế nên là nhìn vào đây, dựa vào đây thì chúng ta có thể thấy được cái đặc điểm của tình huống chuyện. Đây, đặc điểm của tình huống ở trong một câu chuyện nhá. Đặc điểm của tình huống chuyện, thôi sang trang mới đi. Nào, đặc điểm của tình huống chuyện là gì? Tình huống ấy được xây dựng ở trong các câu chuyện, ở trong các tác phẩm tự sự thường rất là đa dạng nhá. Nó tình huống. Được xây dựng trong các tác phẩm tự sự thì rất là đa dạng. Nó có thể là tình huống xuất hiện ở đầu truyện, có thể xuất hiện ở giữa truyện, có thể xuất hiện thậm chí là xuất hiện ở cuối truyện luôn, đúng không? Có thể một câu chuyện, một tác phẩm tự sự thì có một tình huống nhưng cũng có thể có hai tình huống, có ba tình huống. Đấy, nên là nó được xây dựng rất là đa dạng. Rồi là đặc điểm của nhân vật trong mỗi tình huống đấy cũng được xây dựng rất đa dạng luôn, chứ không có bất cứ một cái khuôn mẫu nào định sẵn ép buộc là nhà văn phải nêu tình huống trong cái vị trí này. Rồi trong tình huống đấy thì nhân vật phải được miêu tả ở ngoại hình hay nhân vật phải được miêu tả ở hành động. Không. Tình huống được xây dựng rất đa dạng trong các tác phẩm tùy theo ý đồ nghệ thuật của các tác giả. Nhưng thường ấy nó sẽ chứa đựng ít nhiều những nghịch lý. Đây, thường tình huống chuyện sẽ chứa đựng ít nhiều những nghịch lý nhá, đồng ý chưa? Đấy, thường tình huống chuyện sẽ chứa đựng ít nhiều những nghịch lý. Rồi, ok nhá. Đó. Đấy là về đặc điểm của tình huống chuyện. Và vừa rồi thì chị cũng vừa cùng với các bạn chúng mình ôn lại về tình huống của ba tác phẩm truyện học kỳ 1. Còn đối với những ngôi sao xa xôi ở trong học kỳ 2 thì chuyện này có tình huống là gì?
Tình huống ở đây chính là các cô gái làm cái nhiệm vụ là tổ trinh sát mặt đường, và tình huống đặt ra chính là một lần mà ba cô gái này làm công việc phá bom. Đấy, thì trong cái tình huống phá bom đó ấy, thì phẩm chất này, suy nghĩ, hành động của Phương Định được bộc lộ rất rõ. Phương Định là nhân vật chính. Đó, nhá. Phương Định là nhân vật chính, là một trong ba cô gái trong tổ trinh sát mặt đường. Và việc phá bom ấy, nó là cái công việc hàng ngày của các cô rồi. Nhưng đấy vẫn được coi là tình huống chuyện. Đồng ý chưa? Đấy vẫn được coi là tình huống chuyện. Bởi vì có thể nó không bất thường, nhưng mà từ cái tình huống ấy mà nó nảy sinh ra chuyện. Từ cái tình huống ấy mà chúng ta biết được rõ là phẩm chất của các cô gái như thế nào. Là Phương Định thì rất là can trường, dũng cảm này. Dẫu cho biết được rằng là mình đang đi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Thế nhưng mà Phương Định cũng thừa nhận tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng là một cái chết mờ nhạt. Còn điều quan trọng là bom có nổ, mìn có nổ không? Nếu không nổ thì làm như thế nào để châm mìn lần thứ hai? Đấy. Nên là trong cái tình huống ấy thì những cái suy nghĩ, những cái tâm lý rồi những phẩm chất của các nhân vật được bộc lộ rất rõ. Chị Thao thì như thế nào? Chị Thao thì sợ máu. Ấy, qua cái tình huống đấy thì chúng ta thấy được chị Thao là một người rất là chị cả trong trong gia đình nhỏ này. Đấy, ba cô gái giống như một gia đình thì trong đó chị Thao là chị cả, nhưng mà chị Thao thì lại sợ máu. Nên là khi mà thấy Nho bị thương ấy, chị Thao lúng túng, tỏ đúng cái vẻ là một người đang rất lúng túng không biết phải làm gì nhưng mà rất muốn được làm gì đó vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái tình huống này thông qua ở trong cái tác phẩm Những ngôi sao xa xôi nha. Đồng ý chưa? Rồi, nên là học đến yếu tố nào chúng mình cũng đồng thời ôn lại kiến thức của các tác phẩm văn xuôi luôn. Bởi số lượng các tác phẩm văn xuôi trong chương trình lớp 9 của chúng ta không nhiều. Đúng không ạ? Không nhiều. Đấy, và các bạn cũng đừng quên là chúng mình có thể liên hệ với các tác phẩm học lớp 8. Ví dụ như là các văn bản học lớp 8, ví dụ như là văn bản Trong lòng mẹ này, hay là Lão Hạc này, đồng ý chưa? Hay là Tức nước vỡ bờ này. Đấy, những cái văn bản văn xuôi năm lớp 8 cũng sẽ có thể được áp dụng trong quá trình chúng mình phân tích hoặc chúng mình làm những đề thi học sinh giỏi nha. Có sự liên hệ thì nó vẫn rất là tốt. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.